Hey, Mr. Hari, what's up? Not much. How are you, Miss Hang? I'm great. Do you go to the library with your brother today? Yes, I'm meeting him there this afternoon. It's such a long time I didn't see him. What does he look like now? Well, let me tell you, he is very tall. Taller than me, in fact. Also, he's quite thin, and he has dark brown hair. Dark brown hair, these are adjectives that you use to describe someone you love. Các con ơi, vậy để có thể giúp chúng ta sử dụng những mẫu câu và những tính từ đơn giản để miêu tả ai đó các con yêu quý thì đừng quên hãy quan sát bài học ngày hôm nay của cô Hạnh và thầy Harry các con nhé. Now, let's get started! Welcome back to our Speak Up series, Tự tin phản xạ giao tiếp chuẩn bản xứ. This is Miss Hồng Hạnh and this is Mr. Harry. Trước khi vào phần bài học chính ngày hôm nay, hãy cùng cô điểm qua những đầu mục đáng chú ý nhé. Number 1, sample conversation. Number 2, vocabulary. Number 3, common structures. And the last one, make a presentation. Bây giờ chúng ta hãy cùng bước vào phần đầu tiên của chúng ta nhé, vocabulary. So tell me, what does he look like? He's big. Well, usually to describe someone that is overweight, we use the word fat. He's fat. He's fat. What does she look like? She's thin. Các con ơi, chúng ta có nghe được hai tính từ miêu tả người vừa rồi của cô Hạnh không nhỉ? Number one sẽ là từ fat. Number two, we have thin. Vậy khi chúng ta muốn miêu tả những ai hơi tròn trĩnh, hơi mụ mỡ một chút thì hãy dùng cho cô Hạnh từ fat. Còn với những người có dáng vẻ hơi gầy một chút xíu thì chúng mình sẽ dùng từ thin cho cô nhé. So, what do I look like? You're tall. Correct. And you're short? Yes. Vậy hai tính từ short và tall sẽ là hai tính từ để miêu tả chiều cao của chúng mình các con nhé. Short sẽ miêu tả những người có chiều cao hơi khiêm tốn như cô Hạnh một chút này. Còn với những người có dáng vóc cao lớn như thầy Harry, chúng ta sẽ sử dụng từ tall. Very good. Hey, Mr. Harry, how should I describe someone has a mustache? Oh, a mustache. Vậy với những người sở hữu những bộ ria mép như thế này, chúng ta sẽ gọi là mustache. Very good. Hey, Mr. Harry, your hair is yellow. Why? It's not yellow. It's blonde. Oh, blonde. Alright, vậy để miêu tả những người sở hữu những mái tóc vàng hoe thì chúng ta sẽ không sử dụng yellow mà hãy dùng cho cô tính từ blonde. Các con nhé. He has blonde hair. Hãy cùng cô Hạnh và thầy Harry ôn tập lại những từ vựng chúng ta vừa học các con nhé. Tall. Short. Fat. Thin. Mustache and blonde hair. Now that we have learned some new vocabulary, we are going to work on some common structures that we can use when talking about my favorite person. Let's go! Cấu trúc đầu tiên khi chúng ta muốn miêu tả diện mạo của ai đó, chúng ta có thể sử dụng câu What does he look like? Or what does she look like? For example, hey, Mr. Harry, what does she look like? She is short and thin. What does your dad look like? My dad, he looks tall and fat. Vậy để miêu tả ai đó có dáng vóc và diện mạo như thế nào, chúng ta có thể sử dụng một trong hai cách sau. She is or she looks. Tương tự như những trường hợp khác, các con chỉ cần thay đổi chủ ngữ sao cho phù hợp các con nhé. For example, he is. He looks. They are. They look. Vậy chúng ta có hai cách thường sử dụng trong giao tiếp và đời sống hàng ngày. Number one, conversation. Những cuộc hội thoại. And number two, presentation. Là bài thuyết trình các con nhé. Hey, Mr. Harry, what does your new friend look like? She is pretty beautiful. Is she tall or short? I would say that she's quite short, but she's also thin. How tall is she? She's about 5 feet tall. What about her facial features? Let me think. She has brown eyes and blonde hair. Wow, what a beautiful girl. Mr. Harry, can you describe your favorite person? Of course I can.
As Miss Hang said, my name is Mr. Harry. Today, I would like to talk about my favorite person, my younger brother. His name is Thomas, and he is 24 years old. He is very tall, taller than me, in fact. Also, he is quite thin. With regards to his facial features, he has green eyes and dark blonde hair. That is my presentation on my favorite person. Thank you very much. Excellent. Vừa rồi thì cô Hạnh và thầy Harry đã cùng giới thiệu cho các con những tình huống hay sử dụng ở trong cuộc sống hàng ngày. Cùng với đó, hãy theo dõi các bài tập trên group Không Giỏi Tiếng Anh vẫn đồng hành cùng con. Đừng quên theo dõi các tập tiếp theo để khám phá thêm nhiều đoạn hội thoại trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta nữa nhé. And now, goodbye. Tạm biệt. Miss Law Junior, English for the Future.